Về già nên ở với ai? Kính thưa quý vị, về già nên ở với ai? Việt Nam đều cho rằng hạnh phúc tuổi xế chiều chính là được sum vầy trong tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc của con cháu. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại với nhiều lo toan khiến cho con cái đôi khi chẳng thể chăm lo cho cha mẹ già một cách trọn vẹn. Có phải cách ông bà, cha mẹ đối xử với con cháu trước kia thế nào thì cái kết họ nhận lại sẽ như thế ấy. Tình cờ gặp lại bà hàng xóm cũ, mới hơn một năm mà trông bà yếu đi thấy rõ. Bà than không chỉ do căn bệnh tiểu đường đang hành hạ, mà là số bà còn khổ đường con cái. Ở tuổi 70, trong khi người ta đã thong dong tận hưởng cuộc sống bên con cháu, vợ chồng bà vẫn lay lắt ở nhà thuê, giày đây mai đó, nhìn bà không ai không mủi lòng. Nhưng nhớ lối sống của vợ chồng bà trước đây, tôi nghĩ hoàn cảnh bây giờ cũng do cái nghiệp mà ông bà đã tạo. Thời còn trẻ, bà ít chịu làm lụng, chỉ sống dựa vào chồng. Bà nghiện tứ sắc đến nỗi con cái bỏ mặc cho mẹ ruột chăm sóc để nướng mình trên chiếu bạc. Chồng bà làm thầu xây dựng, lúc thuận lợi phất lên như diều gặp gió. Rồi ông có nhân tình, tiền bạc như gió vào nhà trống. Con cái khổ sở, có đứa phải bỏ học sớm. Lớn lên, các con lập gia đình, lần lượt ra riêng. Căn nhà của ông bà bán đi để trả nợ hai vợ chồng. Còn dư chút ít, chẳng đủ để mua căn nhà nhỏ, nên đành phải ở nhà thuê. Bà bảo, con cái có đứa khá giả, nhưng chẳng đứa nào để ông bà về ở chung. Bà cho rằng, các con nghe lời vợ, chồng nó, nên là ông bà chẳng được nhờ. Tôi trộm nghĩ, có khi do các con giận cha mẹ trước kia chẳng lo cho con cái. Một người bà con xa của tôi thích ở một mình cho yên tĩnh. Ông không thích bị trẻ con quấy rầy. Khi ông qua đời sau cơn tai biến mà mấy ngày sau mới được phát hiện, hàng xóm có người trách con cái sao vô tâm. Có phải cách ông bà cha mẹ đối xử với con cháu trước kia thế nào thì cái kết họ nhận lại sẽ như thế ấy. Nghe có vẻ sòng phẳng, nhưng rõ ràng là không thể trông mong con cháu yêu thương chăm sóc mình hết lòng khi giữa hai bên không có tình nghĩa sâu nặng với nhau trước đó. Nhiều bậc cha mẹ lại thích ở chung với con cháu, phần cho đỡ cô quạnh, nhưng đa phần vì thương con cháu nên muốn gần gũi. Chị bạn tôi kể, vợ chồng chị định chia hết tài sản cho các con, phần con út nhiều hơn, rồi về ở với vợ chồng con út. Nhưng chị còn do dự vì ai cũng khuyên chị phải giữ căn nhà để ở, không chung đụng con cháu, dâu rể cho đỡ phiền. Ngoài ra phải giữ lại một ít của cải phòng thân, đỡ phụ thuộc con cái lúc tuổi già. Con cháu đứa nào thương mình, tự khắc sẽ quan tâm chăm sóc, chứ không nhất thiết phải ở chung. Nói ra nghe phũ phàng, nhưng sự đời khó nói trước chuyện gì. Nay vợ chồng chị còn khỏe, tiền bạc rủng rỉnh, nên là mọi chuyện dễ dàng, cả nhà vui vẻ. Sau này già yếu, bệnh tật, trái tính trái nét sẽ thành gánh nặng cho con. Con ruột chưa biết chừng có chịu được tâm tính của người già không, nói gì dâu rể, trong khi ai cũng có bố mẹ ruột để lo. Bởi vậy, về già ở với ai còn tùy cảnh, tùy nhà. Cũng có người quan niệm cuộc sống như dòng chảy xuôi về phía trước, nên dẫu trước đó mình đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp cho con, cũng đừng mong sau này sẽ được con cái đối đãi hệt vậy, để không thất vọng khi mọi chuyện không như ý. Đừng trông mong vào con cái, ba điều sau đây mới là chỗ dựa cho bạn khi về già. Kính thưa quý vị, ba chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già. Khi về già, ta mong muốn điều gì? Muốn sống quây quần bên con cháu hay sống hạnh phúc với bạn đời? Có không ít người nghĩ rằng về già nên dựa vào con cái vì cả đời đã vất vả nuôi nấng, nên chúng phải có trách nhiệm báo đáp công ơn sinh thành. Điều đó chưa chắc đúng. Con người ta cứ phải về già rồi mới hiểu, con cái chưa chắc đã cưu mang mình được. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào ba điều này mà thôi. 1. Thân thể khỏe mạnh. Ở đời, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Bởi vì con người còn sống là còn có hy vọng. Có sức khỏe mới có khả năng làm mọi chuyện. Nếu chỉ có tiền bạc, địa vị mà không có một cơ thể khỏe mạnh,
thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Khi về già, bạn càng quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn, nhưng ngộ nhỡ gặp phải con cái bất hiếu hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể không có sức khỏe, không có khả năng lao động hay chí ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người gánh, bạn cũng chẳng sống vui vẻ được, nữa là không có ai gánh. 2. Bạn đời bầu bạn. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm hôm yên tĩnh, tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình, cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống. Để con cái vì phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải điều bạn muốn. Cho nên con người ta về già, tốt nhất là có bạn đời ở bên. Ít nhất khi cô đơn, còn có một bờ vai để dựa vào. Khi buồn chán, còn có người trò chuyện cùng, sống vui vẻ hơn một chút. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Cho nên, vì hạnh phúc của mình, cũng để không làm phiền con cái, tốt nhất là có một người bạn đời ở bên. 3. Tiền dưỡng lão. Tuổi càng cao, bà sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi, hiệu quả công việc và tiền kiếm được cũng sẽ ít hơn. Bạn nhất định phải tích cóp cho mình một khoản tiền dưỡng lão. Ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Lớn tuổi nhiều bệnh, con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến cho bạn thấy tội nghiệp cho chúng. Mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn sống khổ không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi, ít nhiều gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mọi người vẫn hay bảo phải có con cái để về già có người chăm sóc. Nhưng thực ra sự đời khó đoán. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không liên lụy người khác, không tổn thương bản thân. Hãy có chuẩn bị từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình. Ấy cũng là một loại hạnh phúc. Đừng trông mong vào con cái. Ba điều sau đây mới là chỗ dựa cho bạn khi về già. Kính thưa quý vị, ba chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già. Khi về già, ta mong muốn điều gì? Muốn sống quây quần bên con cháu hay sống hạnh phúc với bạn đời?